Thưa quý khán giả, sau những ngày nắng nóng gay gắt, mưa đá, dông lốc đã xảy ra tại một số địa phương, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cảnh báo nguy cơ thiên tai do không khí lạnh có thể tiếp tục xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trong những ngày tới. Ngày 8 tháng 5, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Dự kiến, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Đáng chú ý, sau thời gian nắng nóng gay gắt, tại các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng như Hà Quảng, Trùng Khánh đã xuất hiện mưa đá. Mưa đá kéo dài 5 đến 10 phút, viên đá có kích cỡ trung bình từ 1,5 đến 2,5cm đã gây thiệt hại về nhà ở và nhiều diện tích cây trồng. Cơ quan chức năng cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm với không khí lạnh sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới. Theo đó, từ ngày 8 tháng 5, Bắc Bộ bao gồm cả Hà Nội và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cảnh báo mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, từ đó chủ động các biện pháp chỉ đạo ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Thời tiết các khu vực trong tỉnh được dự báo như sau. Khu vực công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ là từ 17 đến 25 độ, độ ẩm trung bình là 86%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ là từ 21 đến 27 độ, độ ẩm trung bình là 85%. Khu vực vùng núi thấp nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ là từ 22 đến 28 độ, độ ẩm trung bình là 86%.